Rồi, ngon shop cho anh em. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em xem full vàng áo Sirius phiên bản đặc biệt. Cơ bản là vì sao mình gọi là vàng áo này là vàng áo đặc biệt nha anh em. Nó có cái điều gì mà đặc biệt thì anh em từ từ xem giúp mình nhé. Thì cũng như những vàng áo khác, nó cũng đều có ốp hông đuôi, yếm, sườn, dè, ốp đầu, mặt nạ, mũ rùa sao. Đó là dạng mũ bóng của Sirius. Thì đây là cơ bản mình hay gọi là full vàng mũ bóng của Sirius. Nhưng mà Sirius này đặc biệt ở chỗ là gì thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho anh em xem, sau khi mình review sơ qua ngoại hình của dạng áo cũng như là dấu hiệu nhận biết hàng zin hãng như thế nào cho anh em xem nha. Rồi, mời anh em theo mình. Đây, trước tiên là ốp hông bụng đó, đúng không anh em? Màu đen phản quang, cũng như bao câu nói khác, đã là zin hãng thì luôn luôn đẹp đó anh em, thấy không? Phản quang luôn, soi gương nặng bụng thấy luôn nha. Ở trong này bát ngàm đầy đủ, logo thương hiệu đó. Cái chốt ngay này của cái chỗ mà gấp phuộc, để phuộc nha anh em, chốt này nè là đúc vô cái chỗ bên hông sườn nha, rất quan trọng. Nếu mà anh em làm bị gãy cái này gọi là đi là nó bị rè nha anh em đó, đúng không? Logo mã sản phẩm 3S4 mã Sirius và ốp hông bên đây, ốp hông thứ hai đó anh em, thấy không? Màu sắc là bao đẹp đó. Hàng hóa bên trong bát ngàm nè anh em, soi gương nặng mụn. Anh em cứ việc tra mạng, tra có sản phẩm ra bạc bạc. Và đây, yếm cánh gà. Này là gọi là yếm hông nha anh em, yếm hông, yếm bụng á. Yếm hông trong, còn đây mà chính xác là cánh gà nè, đó. Đúng không? Mình đi từng chi tiết cho anh em xem, lia từ từ luôn, thấy không? Màu sơn đẹp. Chi tiết nhỏ nhất của cạnh nè anh em, thấy không? Zin hãng là bao đẹp luôn đó. Bát ngàm trong nè. Rồi, đây tới cánh gà, mình sẽ review cánh gà cho anh em xem đó. Nước sơn lia chậm cho anh em xem luôn. Bên mình bán hàng có sao nói vậy, uy tín đảm bảo, anh em hãy cứ tin tưởng vào anh shop nha. Nói chung cái viên mà mình bán phụ tùng xe, đồ chơi xe này cũng đã lâu rồi, chắc tầm khoảng được 2 năm đó. Thì bây giờ mình mới cố gắng mình đẩy thương hiệu, chạy hàng viên chính hãng, đồ công ty Racing Boy Malaysia, để tạo niềm tin anh em sâu hơn. Đi từ tích tiểu thành đại anh em đó, anh em thấy không? Vàng ống, logo mã sản phẩm đầy đủ luôn đó, 3X4 tới cánh gà phiên bản đặc biệt của Sirius. Yeah. Về trước nha anh em. Đó, sáng lan can rồi em. Bát ngàm đồ đầy đủ đẹp luôn. Chưa một tì vết. Đó anh em thấy không? Hàng sản phẩm bên mình bán ra là bao zin, bao đúng hàng công ty. Và đây là điều quan trọng mà mình gọi vì sao là đặc biệt nè. Đó, anh em nhìn thấy ốp đầu này anh em quen không? Ốp đầu nhỏ nha của anh C-Hello 206, hay gọi là ốp đầu nhỏ C-Hello mà mình hay bán nè. Tới mặt nạ, mặt nạ ba lỗ, đây là mặt nạ sờ bắt gắn bộ rổ đó anh em, thấy không? Zin hãng. Đây, mã sản phẩm của zin hãng sờ bắt nè anh em, nó Made in Thái Lan 50B đó. Anh em có việc lên trang web của Yamaha Moto Thái Yamaha Moto cobr.ltd đó, tra mã sản phẩm ra bụp. Mình gọi vì sao phiên bản đặc biệt là bởi vì anh em ở đây
họ úp vàng áo của Sirius Việt Nam mình, nhưng đi đầu đèn nhỏ, nhưng đi đầu đèn nhỏ nha anh em, úp đầu đèn nhỏ và mặt nạ sẽ bắt thái. Anh em nào cần thì cứ liên hệ với Ngọc Anh Shop, thông tin mình để bên dưới 0985 443 051. Full bộ vàng áo đỏ đen Sirius phiên bản đặc biệt này là úp cho anh em dọn luôn, không cần giờ phải thay chế cháo gì hết, đầy đủ cho anh em nha. Chân thành cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Cần tư vấn, cần đồ, giỏ giá hay các vấn đề liên quan về phụ tùng, đồ chơi xe máy, hãy liên hệ với Ngọc Anh Shop nha anh em. Chân thành cảm ơn anh em gần xa đã tin tưởng và ủng hộ Ngọc Anh trong thời gian vừa qua.